là thùng dán D. Còn cái thùng này á, thì hoặc là mình thấy là thùng, như mấy ông bà sẽ nói là thùng số 8 nó nhỏ hơn như vậy. Thùng 18 cộng. Số 8 nha chứ không 18. Rồi. À, số 8. Chào các bạn, hôm nay Hoàng sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái đàn thùng của Yamaha, đàn chính hãng nha. Đó là FS800 và FG800. Trước mặt mình đây là hai thùng của hai cây này. Thì FS á, FS mà nó là small cho nên nó nhỏ hơn một chút, nên cái thùng các bạn thấy là nó ngắn hơn một chút và cái bề dày của nó cũng khác nhau một chút xíu thôi ha. Thì đây là FG800, FS800, mình sẽ bắt đầu mình khui thùng hai cây này nhé. Cái 800 trước. Rồi bây giờ mình xem các thông số của thùng nó ghi. Thì cái cây này là lắp ráp tại Trung Quốc nha các bạn. Yamaha lắp ráp tại Trung Quốc đó, nó có các tem rồi các rồi FG800 nè. Đấy. Người ta có ghi là phiếu bảo hành ở trong thùng, tức là những cây này cây chính hãng. Ở các bạn để ý nha, ở bên ngoài hàng Yamaha mà ghi ra nhái nhiều lắm đó. Mình có nhiều cửa hàng họ đến họ mua của mình về bán, xong họ lại chê cái giá của mình cao, mua bên ngoài rẻ hơn một nửa, rồi họ lại mắng mình bảo sao mình bán mắc. Thì thực tế các bạn quên là có cái hàng nhái, ví dụ hàng điện tử đi nhái nó khó, còn guitar nhái thì dễ mà. Guitar thì Việt Nam mình còn chế tạo được nữa thì việc nhái nó dễ lắm. Ở trong thùng là các bạn có phiếu bảo hành nha. Rồi mình cũng làm mặt kia. Ở trong thùng thì nó cũng có một cái để chỉnh cần, cong cần nè, cái khóa lục giác. Rồi cũng có cái tờ đó, cái hướng dẫn này, này kia ha. Thật ra cũng không quan trọng lắm. Rồi này, nhân vật chính là cái này cơ. Rồi. Hàng FG và FS á, là những cây mà có cái mặt solid top. Solid top là cái mặt gỗ chứ là gỗ thiền ha, gỗ. Là các bạn xem. So với dòng F so với dòng F, ví dụ mình có F310, F370 này kia đó, thì là 3 triệu mấy, 4 triệu mấy. Cây này lên tới 6 triệu mấy, 7 triệu mấy. Thì nó đương nhiên là nó phải khác về cái diện mạo, về âm thanh, về chất liệu. Đó các bạn xem là đó. Dễ thương lắm, dễ thương lắm. Đấy. Vậy thôi, lát nữa mình sẽ đi về chi tiết sau. Đó là cây FG nha các bạn. Đây là dáng FG, để mình khui thêm cây FS để cho các bạn coi cái dáng khác nhau như thế nào. Tiếp theo, đây là thùng của cây FS800. Như mình nói là S là small, thì cái dáng small nó nhỏ hơn một chút. Thì cũng vẫn như cũ, các bạn xem là FS800. Đó, rồi tem chống hàng giả, rồi các thứ. Cái này cũng lắp ráp tại Trung Quốc, nhà máy ở Trung Quốc các bạn nhé. Rồi, đây cho bạn xem. Đây cũng có, thấy chưa? Đặc biệt là trên cái tờ này họ có in cái nơi mà các trung tâm bảo hành, thì có miền miền Bắc, miền Nam, miền Trung gì đó, có cụ thể các địa chỉ trên này cũng khá nhiều nên các bạn cứ thoải mái. Rồi tiếp theo, trong đây các bạn để ý nha, trong đây vẫn có cái khóa lục giác đó. Rồi bây giờ khui trên này ra, cũng vẫn là nó này đấy, không quan trọng đâu, không quan trọng đâu. Mình khui cho các bạn biết là trong đó, nó trong cái thùng đàn nó gồm các chi tiết gì đã quan trọng như vậy.
tiếc đó là mình không biết đánh đàn. Nhưng mà cái dòng lên dòng FG này á, để cho các bạn nghe được cái âm thanh của nó thì các bạn dễ dàng các bạn chọn lựa nó, thì mình hôm nay mình mời thêm một cái anh nữa, một anh chuyên gia ở bên Yamaha. Anh biết chơi guitar, anh rất là rành về guitar, thì chút xíu nữa anh sẽ đàn cho mình nghe. Bây giờ mình chỉ có nhiệm vụ là mình khui thùng rồi mình cũng tía lia chút xíu ha. Đó, ồ, nó small tức là nó nhỏ hơn một chút xíu. Con gái con trai cầm nhìn rất là dễ chịu, dáng đẹp quá chừng ha. À, dáng đẹp quá chừng, thực sự là đẹp. Rồi dễ ghét chứ, dễ thương rồi giờ dễ ghét nữa ha, dễ ghét quá. Mặt top solid nhá, mặt top solid à. Rồi bây giờ mình sẽ cầm hai cây luôn cho các bạn xem. Cao quá. Đây, mình để trên bàn đi. Bây giờ mình cho anh nha. Bây giờ mình coi coi nó mỏng, và một cây thùng mỏng hơn và một cây thùng dày hơn. Đấy, thấy rõ luôn ha. Rồi bây giờ quay ra. Rồi các bạn thấy không? Cái bên đây là FS nè. Cái kiểu dáng của nó, cái shape của nó mình thích hơn. Không hiểu nó, mình thích cái số 8 này hơn. Còn cái số 8 này nó cứ cái eo của nó mập quá, không thích. Rồi. Bây giờ mình tiếp tục là mình đi vào chi tiết là mình đàn mẫu cho các bạn xem nha. À không, anh kia đàn mẫu, mình không biết đánh đàn. Mình đàn piano thôi. Ok. Rồi, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một anh bạn của mình, đó là anh Khoa ở bên Yamaha. Anh Khoa rồi anh sẽ tư vấn cho mình. Mình cũng thắc mắc luôn, bây giờ FS800 và FG800 với mức giá là 6.320.000. Hai cây đều bằng giá nhau. Vậy mục đích sử dụng của mỗi cây là gì? À, mục đích sử dụng là gì đây? À, các bạn ơi, mình xài cái dụng cụ thu âm là Zoom Zoom 4 ha. Đây là Zoom 4 ha các bạn. Để mình thu cái tiếng cho nó nghe nó hay một chút ha. Rồi, chào các bạn, mình tên là Khoa. Thì đầu tiên á, thì trong cái phần giới thiệu lúc nãy của anh Hoàng thì có nhắc đến một cái điểm á, nó cũng là một điểm mấu chốt của cái đàn này, đó là cái đàn được sản xuất ở Trung Quốc. Thì đối với lại cái người Việt Nam của mình á, thì khi mình nghe đến từ Made in China hay là ở Trung Quốc thì mình rất là ngại mua, hay là mình rất là ngại khi sử dụng những cái sản phẩm đó. Thì mình cũng muốn cả các bạn nghe một cái điều là thì tất cả các dòng FG này của Yamaha, khi mà các bạn mua ở Việt Nam hoặc là các bạn mua ở những cái đất nước khác trên thế giới thì nó đều là Made in là China hết. Đó, thì cái triết lý của Yamaha là thứ nhất là Made in Yamaha. Thì ở bất kỳ cái nhà máy nào của Yamaha, từ ở Trung Quốc hay là ở Nhật, thì ở Mỹ, hoặc là thì những cái công đoạn sản xuất và cái đầu ra cuối cùng thì họ đều có những cái kỹ sư mà họ muốn đảm bảo cái chất lượng sản phẩm là tốt nhất. Thì cái lý do mà đặt các nhà máy ở Trung Quốc á, thì là Yamaha sẽ phân phối một số cái sản phẩm nhất định ở một cái nhà máy nhất định. Ví dụ như là cái dòng thấp của Yamaha là F hoặc là FX thì đặt ở Indo. Còn cái dòng FG này á, đó, thì tất cả là đều là sản xuất ở Trung Quốc. Và các bạn mua ở Mỹ hoặc là ở Nhật Bản thì trong cái thùng đạn nó là đều Made in là China hết. Và cái sản phẩm này cũng là sản phẩm chính hãng từ công ty Yamaha Music Việt Nam. Nên các bạn mua, và các bạn đã thấy phía bảo hành lúc đầu clip rồi, các bạn không có phải sợ là phải mua phải hàng giả hay là hàng nhái. Rồi bây giờ Khoa có thể nói thêm về thông số của cây đàn cho mọi người nghe nha. Rồi, và về cơ bản á, thì hai cái cây đàn này á, cái cấu tạo nó thì cũng rất là giống nhau. Mặt top đó là gỗ solid spruce, nghĩa là gỗ thịt. Thì spruce thì bên Việt Nam mình hay gọi là gỗ thông đó. Các bạn, cái mặt nó là cái màu vàng rất là phổ biến, và cái mặt hông và lưng back and side của nó là một loại dùng làm gỗ là gỗ NATO. Thì bên những cái đàn châu Âu đó, thì người ta hay dùng là gỗ mahogany. Còn bên Yamaha thì họ hay là dùng cái loại gỗ NATO này. Nhìn thì nó cũng rất là na ná cái gỗ mahogany, nhưng mà những cái vân của nó sẽ có những cái sạch như vậy. Các bạn zoom kỹ các bạn sẽ thấy. Đúng rồi, giống mahogany ha. Và một cái
cái phím của nó như các bạn thấy ở đây là nó là sơn bóng. Và nhưng mà một cái điểm mà mình rất thích ở cái dòng FG này á, FG 800 này nha và FS 800 luôn, đó là cái cần đèn. À, cái cần đèn nó lại không có làm bóng, nó là một cái lớp phím nhám nên cho mình cảm giác rất là bám tay khi mình cầm mình đánh. Nhất là những bạn mà dễ ra mồ hôi á, thì có một số cái cây đèn đó, cái cần nó vẫn là những cái mặt nó trơn thì mình đánh rất là dễ tuột cái tay mình. Còn đối với những cái loại SG này á, cái đèn nó là sơn nhám và mình cầm đánh rất là chắc tay với chúng tay, mình di chuyển rất là thoải mái trên cần đèn này. À, đó là một số cái đặc điểm thông số kỹ thuật mà cơ bản nhất trên cái đàn này. Còn nếu các bạn muốn biết thêm nhiều cái chi tiết nữa, ví dụ như là chiều dài chính xác bao nhiêu bla bla bla, thì các bạn có thể truy cập vào trang web vn.yamaha.com hoặc là các bạn vào những Facebook của Vinofinger. Nó rất là nhiều chi tiết và hình ảnh thêm, các bạn có thể tham khảo thêm. Rồi à, nhưng mà bây giờ nó nếu mà là anh thì anh thấy đều là 6.320.000. Vì hai cây này anh bảo cái cây này đó, dáng S nó nhỏ gọn và anh thích hơn. Thế nhưng mà anh vẫn phân vân lắm, không biết là nên mua cây nào. Tại vì còn cả âm thanh rồi còn nhiều thứ nữa. Thì đối với lại triết lý sản xuất của Yamaha á, thì ngoài chất lượng âm thanh ra thì Yamaha còn quan tâm đến yếu tố là cái cảm nhận của người dùng. Nên là ngoài việc làm ra một cái đàn thật hay thì Yamaha còn làm ra những cái đàn nó phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau. Ví dụ như là cái đàn FG này á, thì cái thùng nó bự, chắc chắn tiếng nó sẽ to và nó dày hơn là cái đàn FS này á. Nên các bạn mà mình thường đánh sinh hoạt tập thể, mình đi du ca, mình đánh cái tiếng mộc mình cần nó to thì mình có thể chọn cái dòng FG này. Chứ là kêu lớn hơn. Đúng, thì chắc chắn là bự hơn, là kêu lớn hơn rồi. Đúng. Còn cái dòng đàn FS này á, thì những cái bạn thứ nhất đối tượng mà cái dòng này muốn nhắm đến là các bạn nữ. Thì các bạn nữ mà mình cầm như bản thân mình đây, mình cầm cái đàn FG thì mình nhìn nó cũng hơi là quá to đối với mình, và mình cầm nó cũng sẽ hơi vất vả xíu. Cái dòng FS này á là cái thùng nó sẽ rất là nhỏ hơn và nó cũng mỏng hơn. Nếu mình so cái chiều này thì thứ nhất là ngay cả cái người to con như mình cầm cũng sẽ thoải mái, và cái dòng này nó cũng sẽ dành riêng các bạn nữ. Và thứ hai nữa là cái cần đàn này nó cũng sẽ nhỏ, nó gọn hơn là so với những cái cần acoustic thường. Và các bạn mà có cái bàn tay nó nhỏ quá thì các bạn cầm cái đàn bình thường với không tới hay là sao đó, thì các bạn đánh cái dòng FS này cái cổ tay nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Vậy là có nhỏ hơn chút xíu ha. Và các bạn mà đi diễn nhiều quá, ví dụ như đi diễn mà trên sân khấu đứng nhiều á, thì các bạn đều, mình nói như vậy không phải là đeo mình gì với thằng FG này, nhưng mà đó là do mục đích sử dụng thôi. Các bạn đeo cái đàn này nhiều chắc chắn là sẽ bị rất là mỏi lưng, những cái đèn to mà nó không cần như vậy. Nên là nhiều người đi diễn người ta sẽ chọn những cái dòng đèn mà nó mỏng, nó nhỏ hơn. Thì cái dòng FG này, FS này á, là dành những đối tượng đó. Các bạn mà muốn tiếng to, khỏe, nó bật chúng đông người thì các bạn có thể chọn cái dòng FG này. Ngoài ra nữa thì trên các cái trang review trên YouTube hoặc là những cái trang mà nó có những cái top 5 hay là 10 guitar mà dành cho những người mới bắt đầu á, thì lúc nào cũng sẽ xuất hiện cái dòng FG của Yamaha, và cái dòng FG FS 800 này là xuất hiện rất là nhiều lần. Các bạn có thể tham khảo trên những cái video clip review trên là YouTube. Cái đối tượng của nó khá rộng, nhưng mà ví dụ cầm 6-7 triệu thì lựa chọn nào, thì có lẽ đây là lựa chọn đối với mình là tốt nhất hiện tại, bởi vì nhìn là đẹp, đánh hay, hai cái đó cộng lại và cả giá nữa rất phù hợp là mình sẽ quyết định chọn cái này. Thế bây giờ mình muốn nghe âm thanh của nó. Xin nhờ bạn Khoa test qua cái âm thanh nha. Thank you.
Yeah, FB800 quá đẹp. Bây giờ mình đã làm xong clip để so sánh giữa hai cây đàn cho các bạn xem rồi. Quyền quyết định là các bạn nha. Giá là 6.320.000 đồng cộng thêm những cái phụ kiện mà mình tặng thêm cho các bạn nữa. Lâu lâu có khuyến mãi nữa. Nếu mà các bạn cứ trực tiếp đến xem trải nghiệm thực tế ha. Còn các bạn ở phương xa thì có thể order qua, bởi vì mình nhìn qua clip là mình có thể quyết định được rồi. Đó, mình làm cái này mục đích cho các bạn mua trên thương mại điện tử nè. Các bạn mua ở xa mà mình không có thể đến coi tận mắt được á, thì thông qua clip này mình cũng mong muốn là gửi gắm tận nhà các bạn luôn. Xin cảm ơn các bạn, nhớ ủng hộ Pinofinger nha.